khi nhân viên công sở ngủ gật trên bàn làm việc, diễn viên thì cảm lạnh trên sân khấu. Còn các bạn sinh viên thì học tập trong trạng thái mệt mỏi. Món quà từ thiên nhiên đã đến để hỗ trợ và làm nên những điều không thể tin được. Rễ cây Energy là một chất miễn dịch tự nhiên, tăng đề kháng cho những người đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Được tạo ra từ nguyên liệu chính 100% nước ép của cây linh sam, một trong những cây chống rét tốt nhất ở vùng Siberia. Hiệu quả được tăng cường và bổ sung bởi các tổng hợp chất thảo dược sinh trưởng của Siberia Endemis, cây hoàng cầm Baikal, cây lậu lô Eleutherococcus, Complex Root Energy thảo dược ban chải đỏ, trà curin, cỏ xạ hương, thảo mộc, hot spot. Hiệu quả của các chất chiết xuất đã được thử nghiệm và chứng minh bởi nhu cầu cao từ khách hàng. Rễ cây năng lượng là giải pháp nhanh và thuận tiện cho ai bị stress hay đang cảm lạnh, cho những người khó thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thay đổi vùng khí hậu. Các bạn sinh viên đang gấp rút chuẩn bị cho một kỳ thi, những ai bị căng thẳng trong công việc, những người bị mất sức và tâm trạng xấu, hoặc các điều kiện suy nhược cơ thể mãn tính, bạn không đủ sức cho những công việc hàng ngày, bạn cần sự hỗ trợ cho một dự án dài, hãy thử sản phẩm rễ cây năng lượng và sống khỏe mạnh. Rễ cây năng lượng tăng đề kháng với nguồn năng lượng hoang dã dành cho những người bận rộn với công việc. Lưu ý, sản phẩm chống chỉ định cho những người lười biếng. Sản phẩm của tập đoàn Sức khỏe Siberia. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.